Barrier cổng xếp, công ty khởi nguyên lắp đặt tại nhà máy thủy điện Sơn La. Đây là nhà máy thủy điện Sơn La, nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á. Ngày cuối cùng của công việc hoàn thành nhà máy thủy điện. Ngày mai là ngày 22 tháng 12, sẽ là ngày khánh thành nhà máy. Bộ cổng xếp tự động do công ty công nghệ Khởi Nguyên cung cấp. Bộ barrier tự động do công ty công nghệ Khởi Nguyên cung cấp.